đã lộ tiếng ra và Akshay nghe thấy rất nhiều footstep ở mid dạt dào của một tên đạn cồn chuột một vầy tuyệt vời. Akshay quá là kìm tên đạn xây AK và khó để nói. Và bây giờ quay trở lại trận đấu này rồi, Navani một góc thi đấu đẹp và bây giờ đổi được một mạng đấy thì tiến sang Kariga phải nằm xuống. Tuy Zed nhách rất nhanh chóng đổi mạng thành công cho người đồng đội của mình, nhưng Akshay lên tiếng cho mình với double kill, triple kill dành cho Akshay rồi và không thể nào đoán được có thêm một người tại khu vực second, tại khu vực under balcony này và thôi chấm hết rồi. Mình không còn nhiều dành cho đội hình bên phía Cloud9. Và đây lại là quả C4 đặt về bên ngoài, có người kê thật đấy, nhưng đây là khẩu ốc kéo ra nó quá đẹp dành cho Rob. Triple kill với Rob. Akshay trước đó đã lộ vị trí và chúng ta thấy rằng thời điểm này chỉ còn lại là vấn đề thời gian. Nhưng với một tình huống sẽ là kéo ốc ra nhưng không được rồi. Voki nằm xuống bây giờ thì đó là hai mạng Akshay. Triple kill Akshay. Nó chỉ có được cho mình 1 đến 2 mạng thôi. Lần này Akshay bắn ốp và nó bắn ra là rất hay. Nhưng mà liệu có sinh tồn thêm không đây? Lửa đã vào, Akshay vẫn có double kill rồi. Như vậy là quá tốt đến từ vị trí của Asile rồi. Rất dẻo nhưng mà Akshay đang vẫn... Akshay chưa lộ. Và nhịp nhảy này đó sẽ là cơ hội để Akshay có được một hoặc thậm chí là hai mạng. Nhưng mà đó là hai mạng thật. Bắn hay thì vẫn hay, nhưng bảo là để trở thành DE Clan thì khó. Tham Minh kìa. Bóp flash Zango để bắt đầu check. Liệu có biết Hobbit đang là người chơi trốn của CT này không? Đây và anh ta mất đi cái đầu của mình. Akshay ở đây. Akshay đang sửa sai luôn trong tình huống này. Hai anh mạng là hạng vụ tình Akshay. Akshay trả ra quả smoke này nó không khác gì là chặn lối đi dành cho chiến tuyết cả. Và cũng chặn luôn hy vọng để đem về đó thắng với đội bên phía Defect Clan. Hết time rồi. Hãy nhân từ đến bên phía team. Đây rồi. Đã bắt đầu dùng những quả smoke đó và bây giờ tất cả những gì mà tao này có trên người đó là một quả mô tốt duy nhất. Ôi, Sison lần này có vẻ như trở về đúng bản ngã của mình giống map thiếu đầu tiên rồi. Long còn đang có khẩu ốc kê đấy cơ, nhưng khẩu ốc viên đạn đó đã trượt rồi. Một đều tiếng nhấp nhả rất khó chịu, nhưng Tapsen vẫn bắn đinh được vị trí này. Nhưng quá khó được Tapsen đổi được một và chỉ là một Tapsen thôi, tiếng vừa rồi chúng ta biết rồi. Bắt đầu tăng vào trong side B đến từ C9 rồi. Brokey có được một mạng và đó là cái chip double kill chặt dài. Zero có chơi thêm được một mạng và đang phân đi rất điểm của Brokey. Bom side B đã clear. Và thời điểm này thì quả bom cũng đã trôi qua đến một nửa rồi. Tất cả mọi thứ đang không ủng hộ thêm bên Fake Land. Rain lộ tiếng trên khu vực Heaven và không biết rằng dưới nước có người. Một quả flash move ra và đó là Rain 5. Lâu rồi với game CSGO này họ đã mất dạng. Còn bây giờ thì nhà rất dẻo, Akshay không chết và thay vì đó là một tiếng lùi về. Và chưa kể là có mình đến cái tận double kill. Một tiếng ăn quá tốt cho Akshay. Bây giờ thì có thể có thì mạng tiếp theo nhưng đó là tiếng Tham Minh. Và phản xạ là tốt hơn dành cho vị trí Sison. Quả không qua được vị trí của Akshay rồi. Thì mà vị trí chẳng này cũng là quá chắc chắn. Akshay đang vào tay. Và Zero cũng đang dần dần lên tiếng nữa. Bonsai A thì đã clear dành cho thầy về việc team E, nhưng chỉ có một vị trí duy nhất mà họ chưa clear thôi, đó là Akshay. Akshay có mạng rồi, Zero có điều tương tự double kill cho Akshay và đó là trận chiến thắng dành cho Cloud9. Và Faven pha đấu này, ôi, check luôn. Đó là quá cẩn thận đến từ vị trí của Akshay à. Bây giờ trong Bonsai B còn có một mình vị trí của Grimbo kìa. Grimbo ở map 1 tôi còn tin, chứ Grimbo map 2 tôi không tin chút nào. Sison cũng xong rồi. Thôi tầm này tôi nghĩ là vào A hợp lý hơn em ạ. Tại A còn mỗi khẩu scout thôi. Thần lộ từ trước rồi về Grimbo. Gần như là tình ôi không có mạng Grimbo. Bật được. I don't know, we just practiced a lot days. We have so many problems in real life. And with this long way, we just did it. You did and it. We are happy. Hell yeah, you've done it. Axel, I want to say...